Yo, xin chào các vị huynh đài đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends của thằng Mỡ này. Anh em huynh đài ạ, trong cái tựa game mà chúng ta đang quẩy có rất nhiều kiểu chiến thắng. Thắng kiểu dễ dàng có này, rồi thì kiểu bình thường cũng có này, kiểu khổ dâm xong rồi chờ lật keo cũng có luôn. Mà kiểu bỗng dưng không hiểu vì sao chúng ta chiến thắng thì lại càng có anh em ạ. Nhưng nếu chúng ta tìm hiểu kỹ một chút về vấn đề này thì sẽ rất dễ dàng để mà tìm ra cái nguyên nhân giành chiến thắng anh em ạ. Bên cạnh rất nhiều yếu tố như là kỹ năng người chơi này, rồi thì độ hên xui ra, anh em có biết rằng một cái yếu tố không nhỏ nó lại siêu to khổng lồ luôn, đồng góp vào những cái chiến thắng bất ngờ hay chiến thắng lật kèo này, đó chính là do chất tướng. Yeah, đúng rồi, ở trong Mobile Legends, bộ kỹ năng của một số vị tướng có thể tạo ra sự đột biến trong những cái tình huống không thể ngờ đến, qua đó giúp chúng ta dễ dàng có được từ 1 đến 2 mạng hạ gục của kẻ địch, rồi tạo ra một lợi thế giao tranh có lợi hơn người, rồi thì cuối cùng mang về chiến thắng. Thế nên đây cũng chính là cái chủ đề ngày hôm nay của Mỡ, để mà chúng ta sẽ cùng thử tìm hiểu 5 cái vị tướng mà Mỡ đã khám phá ra được và Mỡ cho rằng có thể tạo ra đột biến, mang về lợi thế cho team trước hoặc trong một cái pha giao tranh ha. Dĩ nhiên, những cái vị tướng này cũng cần phải hợp meta mạnh ở trong chiến thuật hiện tại rồi để mà anh em còn cân nhắc và mua về chứ. Cái tên đầu tiên mà Mỡ cho rằng có lẽ là hiệu quả nhất trong danh sách 5 vị tướng ở video clip này, đó chính là thanh niên chuyên bắt chó Kaya. Kaya là một vị tướng đấu sĩ hỗ trợ mạnh nhất nhì ở meta hiện tại rồi anh em ạ. Vị tướng này có thể chơi theo nhiều kiểu này, sát thương cũng được mà hỗ trợ cũng rất là ok là. Tuy nhiên, ở cái cấp rank cao, Kaya được nhiều người chơi ưa dùng với lối đánh hỗ trợ và được pick như là một cách để khắc chế những cái hot pick mạnh. Như đã nói bên trên với anh em ý, Kaya là một chất tướng có khả năng tạo ra đột biến. Đột biến ở đây chính là cái khả năng bất thình lình lao lên, trói chặt một mục tiêu và kéo về cho đồng đội của mình với chiêu cuối phán quyết thần thánh. Kaya có thể dễ dàng làm được một bộ combo kể trên khi mà đạt tới ngưỡng level 4. Dĩ nhiên là phải cần tới sự trợ giúp của phép bổ trợ tốc biến trong mọi tình huống rồi. Với việc có Kaya ở trong đội hình, team của chúng ta sẽ nắm quyền chủ động hơn team địch rất nhiều, bởi không những là người tạo ra đột biến, Kaya còn là vị tướng có khả năng mở giao tranh rất là mạnh và giúp cho team giải quyết được những cái bài toán ví dụ như là không biết mở combat kiểu gì rất dễ dàng. Và ở giai đoạn cuối game ý, chỉ cần một cái tình huống nhạy cảm lơ là của kẻ địch, Kaya với bộ combo khá dễ dùng hoàn toàn có thể phá nát đội hình team địch và tạo ra một thế trận rất có lợi, mang về chiến thắng cho team mình. Ở cuối game thì anh em có thể sử dụng combo Kaya theo hai kiểu. Thứ nhất là tốc biến kéo chiêu cuối về, hoặc là chúng ta có thể lên cho Kaya đó là cái trang bị mặt nạ đảo đường ở dạng ẩn thân, tàn hình lên và kéo kẻ địch về bằng chiêu 2 hoặc là tốc biến, rất dễ dàng. Những điểm của cái vị tướng Kaya này ở đây đó là hầu như không có bất kỳ một cái nhược điểm nào anh em ạ. Chỉ là Mỡ thấy là chúng ta sẽ chỉ cần biết để mà sử dụng cái combo của cái vị tướng Kaya này thật thành thục, rồi chọn đúng mục tiêu để mà kéo thôi. Quá bỏ với 32.000 vàng bỏ ra để mà mua chú chim to đùng này về luôn anh em ạ. Vị tướng thứ hai có khả năng tạo ra đột biến, nhưng đôi khi là đột biến trong những cái tình huống không ngờ tới luôn, đó chính là Franco. Vị tướng đỡ đòn hiện đang được kha khá người chơi sử dụng ở mùa giải thứ 14 này. Franco thì về cơ bản là một tướng đỡ đòn, cho nên sát thương hầu như là không có. Nhưng với chiêu một móc sắt của mình thì cũng giống như là Kaya, Franco là một vị tướng dễ tạo ra đột biến cực kỳ nếu người chơi sử dụng thành thục chiêu một để hack đạo đối phương. Cơ chế hoạt động thì rất đơn giản thôi, chỉ cần chọn hướng và sử dụng kỹ năng, Franco sẽ tung móc sắt của mình đi khá xa và kéo mục tiêu đầu tiên nó móc trúng trở về. Nói thật với anh em, đây là một vị tướng rất cần có tâm trạng để mà có thể chơi thăng hoa được anh em ạ. Mặc dù Franco không có sát thương đấy, nhưng nhiệm vụ của vị tướng này đó là chỉ cần kéo trúng mục tiêu thôi, còn lại thì để team lo. Franco giống như là Kaya nhưng ở một cái phiên bản khác vậy, chỉ có điều là vị tướng này kéo được thường xuyên hơn, nhưng kéo khó hơn chút xíu thôi. Và nếu mà anh em chưa biết thì Franco hiện đang là tướng đỡ đòn được sử dụng khá nhiều, Mỡ đã có nói lại rồi, và có thể trở thành một tanh phụ. Bởi như Mỡ đã nói, Franco là vị tướng có khả năng tạo ra đột biến trong một trận đấu, bắt team bạn phải giao tranh trong thế không đẹp, chưa sẵn sàng vì đồng đội của chúng bị kéo hết rồi, chúng chỉ có hai lựa chọn, đó là một là bỏ, hai là lao vào giao tranh thôi. Và cuối cùng, Franco còn có một kỹ năng áp chế độc nhất vô nhị, không thể hóa giải trong Mobile Legends. Với việc khiến cho kẻ địch bất động trong 1,8 giây thì Franco là một cái lựa chọn hoàn hảo trong cái việc ngăn không cho sát thủ hay đấu sĩ team bạn lao vào những cái vị trí cốt yếu của chúng ta như là sát thủ hoặc xạ thủ. Hoặc Franco có thể sử dụng cái chiêu cuối kết hợp với tốc biến để chọn một mục tiêu, phế hẳn cái mục tiêu đó trong giao tranh, giống như cái cách mà Kaya làm vậy.
Vị tướng thứ ba, đây là một thiếu nữ anh em nhé. Với cơ chế sử dụng kỹ năng khá giống với Franco, chỉ có điều tầm sử dụng kỹ năng của cái vị tướng này xa hơn rất là nhiều. Và thay vì kéo, vị tướng này sẽ lại làm choáng kẻ địch tối đa là 3 giây. Kinh không ạ? Đó chính là Selena với kỹ năng thứ hai của mình, mũi tên vực thẳm. Khác với Kaya và Franco, Selena không những có sát thương, đúng hơn thì phải nói là có rất nhiều sát thương, với bộ combo dễ dàng hạ gục bất kỳ vị tướng nào khi mà Selena chẳng cần tới level 4. Để mà đánh giá theo quan điểm cá nhân thì mỡ nghĩ Selena khó chơi hơn Franco và Kaya. Về cuối game, đội hiệu quả của cái vị tướng sát thủ này có thể nói cũng chỉ ngang hai cái vị tướng kia thôi. Nhưng ở giai đoạn đầu game hoặc là giữa game, tầm ảnh hưởng của Selena là mạnh hơn rất nhiều bởi khả năng dồn sát thương siêu kinh khủng đơn mục tiêu chỉ trong một nốt nhạc, khiến cho đối phương nơm nớp lo sợ. Không biết cái combo mũi tên vực thẳm hay là cạm bẫy vực thẳm của Selena sẽ bay đến từ đâu. Chúng ta cũng có thể coi kỹ năng này là một dạng mở combat rất là ổn, khi mà team chỉ cần thấy Selena phóng mũi tên trúng mục tiêu thôi. Đó chính là cái tiếng còi thông báo rằng một giao tranh có lợi đã chính thức nổ ra rồi. Dĩ nhiên là phải phóng mũi tên vực thẳm vào những cái mục tiêu màu giấy nha. Phóng vào mấy con tanh to đùng là thôi đấy, đấy không phải mục tiêu đấy anh em ạ. Đấy là chúng ta mà lao vào phát đấy là nghịch ngu đấy, chẳng mục tiêu đâu. Dạo gần đây thì Selena cũng đã được búp nhẹ khi mà cái cạm bẫy vực thẳm mà cái cô nàng này đặt ra ấy có thể được sử dụng phép di chuyển để mà di chuyển vào. Thế nên rất có thể trong tương lai nhiều chiến thuật sẽ được sản sinh ra đi kèm với chất tướng cũng như là lối chơi của Selena. Cái vị tướng thứ tư cũng là một cái cô gái rất quý phái, dễ dàng trở thành người mở giao tranh hoặc đơn giản là khiến cho đối phương bất ngờ giật mình thình thịch. Đó là Guinevere với chiêu thứ hai, tuyệt kỹ ma pháp. Có anh em nào chơi tủ vị tướng này thì chắc hẳn anh em đều biết là ở bản cập nhật vừa qua, Guinevere mới bị nớp nhẹ đi chiêu thứ hai đúng không ạ? Nhưng mà không có hề gì, bởi vì nếu như ping thấp hoặc chúng ta đánh thuận tay thì Guinevere về cơ bản vẫn như vậy. Vẫn là một trong những cái vị tướng có khả năng lao vào giao tranh nhanh, sát thương mạnh, khống chế nhiều khiến cho đối phương cực kỳ khó chịu. Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù Guinevere không còn là hot pick và được bỏ ngỏ khá nhiều trong cái chế độ đấu xếp hạng, nhưng không vì thế mà vị tướng này bị out meta. Guinevere vẫn rất ổn ở khả năng solo đường, đặc biệt là tạo nên những cái sự đột biến ngay từ đầu đến cuối game. Đầu game thì sức mạnh của Guinevere là đến từ bộ kỹ năng nhiều hiệu ứng khống chế của mình này, rồi đến giữa và cuối game, đó là cái lượng sát thương đến từ đòn đánh tay thực sự là quá thốn. Đòn đánh tay của Guinevere vì được tính là sát thương phép thuật cho nên nó cũng được cộng hưởng sức mạnh từ các trang bị phép thuật mà chúng ta lên cho cái vị tướng pháp sư kiêm đấu sĩ này luôn. Để mà nói thì việc băng trụ hay là tấn công những cái mục tiêu ở trong khu vực an toàn, ví dụ như là nhà chính của kẻ địch đi, là khó khi mà chúng ta so với Franco hay là Kaya. Nhưng Guinevere hoàn toàn có thể vòng ra đằng sau, lao vào giao tranh để mà mang đến cho đối thủ cái sự giật mình siêu nhẹ anh em ạ. Dồi ôi, thôi, giật mình như vậy là xong rồi anh em ạ, không kịp phản xạ đâu. Và cái tên cuối cùng mà chúng ta cần phải quan tâm đến ở đây, vị tướng cực kỳ khó chịu, dễ dàng tạo ra đột biến nhất, có thể thay đổi diễn biến của trận đấu đang từ kẻ truy đuổi thành kẻ bị truy đuổi, đó chính là Hellcurt. Dĩ nhiên là với chiêu cuối của hắn rồi, Hellcurt có thể giảm tầm nhìn của kẻ địch khắp bản đồ xuống mức tối thiểu để phục vụ cho nhiều mục đích như là giúp cho đồng đội trốn chạy, dàn xếp thế trận khi đi ganh, mở giao tranh. Thứ hai là giúp cho đồng đội lật kèo khi đang bị đuổi thành đuổi ngược. Và cái nữa là giúp cho bản thân Hellcurt gây bất ngờ, tạo ra đột biến khi dồn sát thương lên những mục tiêu màu giấy, hoặc là giúp hắn cũng như là đồng đội tranh thủ ăn những cái mục tiêu lớn, ví dụ như là rùa thần hoặc là lót. Quả thật, khả năng sâu sát thương của Hellcurt mỡ đã từng chia sẻ ở rất nhiều video clip rồi là có và cực kỳ thốn anh em ạ, có thể lấy đi nguyên cây máu của những cái vị tướng máu giấy. Và việc Hellcurt sử dụng chiêu cuối đã là sự bất ngờ cho cả team địch rồi, và nếu hắn ta chọn những cái mục tiêu để kết liễu chắc sẽ chẳng ai biết được, trừ khi là những cái người chơi bên đó chơi theo team hoặc đi sát sàn sạt nhau. Cá nhân Hellcurt cũng có thể khắc chế cực ổn những cái vị trí tướng thích đẩy lẻ luôn anh em ạ. Dạ, và trên đây là vừa xong top 5 những cái vị tướng mà theo quan điểm của mỡ có khả năng tạo ra đột biến, mang đến bất ngờ cho đối phương để tạo thuận lợi cho team mình. Dĩ nhiên vẫn còn rất nhiều những cái vị tướng khác mà mỡ chưa kể đến. Không biết với cái tính chất tướng như vậy, chơi mà làm cho anh em giật mình thon thót ấy, thì anh em có sợ cái vị tướng nào không? Hãy để lại bình luận bên dưới video clip này của mỡ và nhớ gửi cho mỡ một like và subscribe, đăng ký kênh cũng như chia sẻ để mà xem thêm những cái video clip tiếp theo nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.